nay là ngày 10 tháng 6. Chúng ta đi vào thông tin con đầu tiên là CLVT. Chúng ta mua khoảng 24,25 đồng. Thì cao nhất của nó là 34, thấp nhất của nó là 20. Và con này chúng ta để ở C1 và C2 được. TD chúng ta có thể giữ khoảng 5-10% là chúng ta đẩy được. Con này V1 trừ V2 thì nó nhỏ hơn 1% của tổng cap. Con cap là bi cộng cộng. Lâu lắm rồi chúng ta mới có được cái cap. Một con mà cap gọi là cap good. Dạ. Thì mọi người nên mua con này. Dạ, mua khoảng 2-50 xe. Còn mọi người nào có tiền, cái kinh phí của mình có nhiều hơn thì mọi người có thể mua nhiều hơn. Còn cái độ rotation của biểu đồ thì rất là tốt, tuyệt vời luôn. Dạ. Vì nó gần như là gấp đôi luôn. Dạ. Thì đây chỉ là một cái biểu đồ bình thường của tam giác đa chiều, ta không có gì là khác lạ. Và công ty này nó nằm ở Mỹ đã được khoảng 57 năm rồi. Dạ, và số lượng nhân viên cũng rất là good, 860. Nhưng mà mọi người nhớ nha, 860 này là chỉ số lượng nhân viên khai W2 cơ bản thôi. Không có gọi là chưa có cái phần contractor trong đó nha. Thì contractor trong đó khoảng 5% của 860 này là đương nhiên nó khoảng hơn 9.000 người rồi. Dạ, một công ty mà khoảng 90.000 người thì quá tuyệt vời. Còn cái future role của nó là V1 trừ và thác và sen cáp cộng. Công ty này tại sao nó là như vậy? Thì nó nằm ở nó quản lý về những cái phần mềm, nó bảo vệ tài sản trí tuệ và những cái bằng sáng chế, đặc biệt là trong khoa học. Công ty này thuộc về IQH và nó dính tới tài sản trí tuệ. Thì đa số nó là H nha. Và những gì chúng ta bỏ vô miệng hoặc là đi vào cơ thể con người, hoặc là nó về cái sự quản lý mà cao độ, có nghĩa là khoa học, là được gọi là được chứng minh và được bảo toàn rất là kỹ lưỡng. Thì là thông tin nó là cao. Còn beta của nó thông số đầu tiên là 0.74 là chỉ là bình thường thôi. Còn 144 thì nó thuộc về nhóm A2. Thì anyway, mọi người mà muốn biết những thông tin nào rõ hơn thì anyway phải đi học thôi. Thì tôi giải thích sơ sơ thôi, chứ ngồi mà giải thích mấy cái này là tốn không biết bao nhiêu tháng trời mà nói. Thì chúng ta có hai cộng trên đó, mọi người nhìn thấy cộng màu xanh lá cây là chúng ta mua, cộng màu hồng chúng ta bán. Và cái cộng dây xanh đậm kế cộng màu đỏ đó thì signal, đó là cộng dây signal. Thì anyway, tuy là nhìn biểu đồ nó đang xuống nhưng mà cộng signal nó đang lên, nghĩa là mua chúng ta vẫn có lời. Dạ. Yeah. Và chúng ta qua con tiếp theo ngày hôm nay. Ok, chúng ta qua con thứ hai là UNFI. Cái thằng này hình như là nó là một công ty natural food chuyên về những cái thực phẩm ở bên Mỹ. Nó làm ở cái khu vực Rhode Island, là của mọi người biết. Nếu mà một người nào đó có nghe cái công ty này mà mọi người ở Mỹ thì vô tình, nếu mà quý vị ở Massachusetts đó, thì nên dạo một vòng. Nếu mà ở gần cái khu vực đó thì để coi tới cái quy mô của công ty như thế nào. Rất là good. Thì ký hiệu của nó là UNFI. Thì nó mua khoảng 24 đồng. Dạ, nói chung là cái độ dao động rất là
rất là rộng. Chị em muốn mua 30 thì mua, nhưng mà ra thì sớm sớm cũng được, không sao cả. Cao nhất của nó là 42, thấp nhất là 14. Thì nói chung là TD chúng ta để khoảng 5% được rồi. Con này C1, C2 thôi. Với một trừ V2 nhỏ hơn 1% của tổng số vốn trên sàn là cáp. Cáp của nó là cáp B thôi. Gia độ recommend thì mọi người nên mua một ít con này. Yeah, it's good. Còn rotation cộng cộng. Yeah, nó hai dấu cộng rồi. Thì cái biểu đồ nó là chỉ biểu đồ tam giác đa chiều thôi. Sức ứng là bình thường, không có gì gọi là lạ và khó hiểu. Nếu mà chúng ta để ý, chúng ta kéo cái biểu đồ nó nằm ở 3 tháng á, những cái biểu đồ như vậy nó sẽ là thung lũng, nhưng mà nếu nó nằm ở biểu đồ tuần nó mới là thung lũng. Dạ mọi người kéo thử đi, nhưng mà nó nằm ở 3 tháng thì không thể nào là thung lũng cả. Rất là dễ phân biệt, thung lũng là cái thứ mà rất là dễ luôn á. Công ty này là ở Mỹ nha. Thì mọi người nhớ nó đã thành lập được 45 năm ở trên sàn rồi. Dạ, còn thực tế của công ty thì mọi người tìm những cái info cao hơn, rồi foundation founder, rồi người sáng lập công ty sáng lập vào năm nào, tài sản thế này thế nọ bao nhiêu. Thì mọi người tìm sâu hơn thì nó khác. Nhưng mà công ty này nuôi 30.000 người. Tại sao tôi nói là 30.000 người? Thông số employee thì nó chỉ là 2.83 thôi. Vì số lượng contractor là 5%. 5 đến 10% là số lượng cộng sự viên của nó. Thì 5% của bao nhiêu? 10% của 28.000 là nhiêu? 2.800 rồi. 5% thì nó cũng là 1.400 rồi. Anyway, cộng gì thì cộng nó cũng sao? Nó cũng hơn 3.000 cả. 30. That's why tôi nói là 30.000. Thì công ty mà nó nuôi khoảng 30.000 người thì huge company. Về cái feature của nó là V1 trừ V2 trừ, không phải là trừ nhưng mà V2 tương đương thôi, nhưng mà cap nó cũng là cái cap tương đương, nói chung là lên xuống bất chợt, nhưng mà percent của năm á thì nó sẽ là cộng nha. Nói chung trong về lâu về dài mà công ty thực phẩm mà, anyway thì người ta mua bán, người ta ăn uống này nọ, thực phẩm mới không bao giờ lỗ cả. Và đặc biệt là ngành sản xuất thực phẩm thì IQ lúc nào cũng phải cao. Cái IQ là viết tắt từ cái từ mà information of quality, còn cái chữ sau đó là chỉ có hai chữ là S và L thôi. S và L thì tượng trưng cho gì? Cao và thấp thôi. Còn beta của anh chàng này thì sao? Cực kỳ khủng. Nói chung là tính số lượng trung bình mà lương mỏng này nọ rất là cao. Thì số đầu tiên là 0.64, số thứ hai là 936. Thì ở trong cái phần này có cái chỗ nào mà nó gọi là nó không rõ ràng thì mọi người tìm hiểu lại. Không, thật sự là nó đầy đủ, nó đúng hết. Có một phần sai cuối cùng, mọi người nên tìm hiểu nó là cái gì. Còn nhìn vào cái sóng của video thì chúng ta mua ở cộng xanh, bán ở cộng hồng, và cộng xanh dương đậm và cộng đỏ thì sao? Cộng xanh dương đậm là cộng signal, có thể xanh dương đậm vẫn lên nhưng mà giá thì giá xuống, nhưng mà anyway nó bắn lên bây giờ đó, có nghĩa là sao? Chúng ta mua chúng ta sẽ có lời. Là bây giờ phải có lợi nhuận trade mà, không có lợi nhuận ai nhào vô mua làm gì. Ok, ta qua qua những con phụ ngày hôm nay. Ok, con phụ đầu tiên là con BB, con thứ hai là OSAT, có thể gọi nó là O Saturdays, ok. Còn con cuối cùng là Zivo, Zivo.
Có những cách chúng ta đọc riêng và create riêng để chúng ta nhớ. Ok, chào mọi người, have a good day.